Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch đông xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, nên ở Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14 tới 17 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa tới mưa to. Theo đó, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14 tới 17 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C, khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế từ 16 đến 18 độ C. Từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 12 có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ đêm ngày 11 đến 12 tháng 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 13 tháng 12 trời rét. Từ ngày 15 tới 19 tháng 12 có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ đêm ngày 16 đến 18 tháng 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 18 đến 19 tháng 12 trời rét.